Hello các bạn, hôm nay sẵn đi công việc ngang cái chỗ này, mình thấy có cái vườn sim đỏ tơ, nó mới có trái thôi mà rất là sung, mình quay cho các bạn xem ha. Lúc này thì vừa mới đâm lưỡi mèo thôi đó. Rồi họ trồng cũng lọt chọt nhiều cỡ. Đây cây này bắt đầu có trái nè. Đây tại vì như người ta bơm cát cồn lên nó cao nên nó sung, dưới đất bên kia thấp. Trượt chân các bạn, bên đó là đất cỏ thấp chứ bạn, còn bên đây người ta lên bờ cao ha, sung trái bạn dòm trái lớn lắm mà, thì vừa đúng giống là trái nó dày các bạn, nó thưa vậy, nó lắc vậy chứ không có cái chen chặt cứng, rồi cái kiểu mà trái nùi mà trên buồng chín nó khô đen vậy là nhiều là không có mà ít lắm, tại này vừa tơ thì nó bị, nhưng mà nó cũng không có đến mức mà có nùi đâu, cái nùi đen đen ở trên buồng là thua rồi. Nó đậu hết ra buồng thì nó vậy nè. Cây này khoảng chừng 6 tấc ha. 6 tấc cái thân. Đây này mới đâm ra nè. Đâu không có nùi nha bạn. Nhiều loại đâm ra có nùi là thua đó. Cái này mới đâm vừa tơ thôi mà trái nó vẫn thưa vậy đó. Nên trái nó mới bự được ha. Cây này cũng vậy nè, nứt tốt, nứt gốc luôn các bạn. Đốt bung cái gốc gì là bự lắm à. Vừa trái. Người đít tròn bầu luôn các bạn. Đó, vừa tốt là vậy, này bị sâu á. Nhìn thấy sâu nè. Không có xịt sâu, bị sâu ăn chảy mũ. Trái bự, trái này hơn hay chắc 2 kg đã lên. Trái bự lắm. Ơi, vừa tơ đẹp. Trái nè. Cái này thì cái cây này có tốt quá, sung. Rồi do vừa tơ phần nữa. Không xịt sâu nữa. Nó đen như vậy mà, nhưng mà cái trái nó khi cái vừa nó chuẩn thì nó không có dày nữa đâu các bạn. Còn cái loại mà một trái như vậy mà nó lại có bu vòng vòng mấy trái đen đó, thì không được. Nó đậu nhiều thì nó cũng thưa như vậy thôi. Vừa tơ thì nó sung quá cũng bị nứt nhiều. Cái dừa sung thấy ghê không? Đó. Bạn trồng dừa mà làm dừa tơ mà buồn nó dài, ít trái dày nhưng mà trái nó bự vậy thì đúng chuẩn đó. Còn thứ ra nùi là thua, không quán được cái mà. Dừa này thì nó khoảng chừng 8 năm tuổi là nó chuẩn nhất, nhưng mà bắt đầu có trái từ năm thứ 6 rồi cũng ok rồi. 8 năm nó lên hết, nó trên sai nè. Thấy không? Dầm dừa nè. Dừa tơ thì nó bị đổ buồn, nhưng cái buồn này nó bị đổ, nó không có đậu được. Chăm sóc dữ lắm thì nó mới ấy suốt, cũng không tới thời tiết với qua cái đợt đó thì nó cũng bị đổ buồn nha. Nhưng mà vườn này là tại nó sung quá, nuôi mấy cái quầy dưới này mấy quầy trên tới đó nó không đủ sức thì nó không đậu hết được. Bên đây thì mới lưỡi mèo, mấy em kia cũng mới đâm lưỡi mèo. Đường này có bơm cát mà đất, nguyên chuyên đất không có cao, đất nó thấp như bên kia kìa. Bạn nhìn thấp hơn mấy tấc luôn, cỏ nước ngập nha. Lưỡi mèo trái ít trái thì thấy nó bự vậy đó. Đây cái dừa các bạn, nằm gần như gần đụng đất luôn rồi, có trái này bơm cát lên nhìn nè. Khẳng định đây là sim đỏ nha các bạn. Sim đỏ Bến Tre, sim đỏ gặt chứ không phải dừa Mã Lai các bạn. Ở Bến Tre thì xưa có giống dừa Mã Lai nhưng giờ người ta bỏ hết rồi, không ai trồng hết trơn, cái thứ đó trồng không, nó ra nó lai, nó không có năng suất. Khi nó trái một hai trái ăn buồn thôi mà thứ đó là nó không có thuần giống gặt. Rồi nhiều người ta lấy cái này để giống, nó lấy cái này nó gọi dừa Mã Lai để nó bán giống khắp nơi, tôi thực ra đây là dừa sim đỏ gặt Bến Tre thôi. Các bạn về Bến Tre các nhà vườn đây đều gọi là sim đỏ gặt hết á, chỉ có trại giống họ gọi là dừa Mã Lai thôi. Này muốn đụng đất, cái nó sung quá nên cái quài nó nằm ở trên bè nè. Này mà nó cong cái quài xuống là nó đụng đất nha bạn. Cái quài là cái buồng dừa đó, nếu mà nó quằn xuống cái này nó đụng xuống dưới đất cái này
này nó nằm trên bè. Vừa xiêm đỏ gặt của Bến Tre nhưng mà thì mình đã từng làm video, nhiều video để xác nhận đây chỉ là dừa xiêm đỏ Bến Tre. Có nhiều người mới đầu cũng tranh luận với mình nhiều lắm, nhưng mà sau này thì hết rồi. Tại vì giờ cái chỗ của mình á, cũng nhiều người người ta lên, người ta nói, người ta đính chính lại, người ta ủng hộ mình để dân ở đây để làm mất cái thương hiệu của giống xiêm đỏ Bến Tre không à. Xiêm đỏ Bến Tre có nhiều người gọi đến mình, chắc mình đoán là cũng lớn tuổi hơn mình, tạm gọi mấy các chú á, thì gọi tới hỏi mình có bán dừa Mã Lai không, thì mình nói là mình không có bán này mà. Rồi có nhiều chú thì cúp máy liền luôn, mình cũng không có thời gian để mình giải thích là dừa Mã Lai dừa xiêm đỏ gì. Nói có nhiều người thì thực ra mình nói không tin đâu, tại vì do cái truyền thông mấy năm nay nó mạnh quá, các cái trang YouTube họ chuyên làm dừa Mã Lai, họ cứ gọi Mã Lai suốt thì ai cũng nghĩ dừa Mã Lai hết rồi. Giờ mình có ngồi mình giải thích 5-3 câu thì mọi người họ cũng không có tin, mà họ nói mình nói xạo, mình không có dừa Mã Lai hay gì đó, mình bán dừa xiêm đỏ thì mình nói xiêm đỏ là Mã Lai vậy thôi, mình cũng chịu, mình không có nói xạo để bán giống được, dừa gì nói dừa đó thôi. Là mục tiêu của cái trang này hồi xưa mình làm ra để chủ yếu là mình đính chính cái tên dừa, dừa này chính là dừa xiêm đỏ Bến Tre thôi. Cái mục đích chính của cái trang mình là vậy, cho nên mình cũng không có phải gì để bán giống mà mình phải gọi theo người ta à, dừa này dừa Mã Lai giống mới đích chu đích bầu vậy đó. Nó là xiêm đỏ Bến Tre thì mình nói xiêm đỏ thôi. Các cô các chú có gọi tới mà mình nói không có, mà thực tế là cái giống này là giống xiêm đỏ thì Mã Lai đó là thứ đó, mấy tại giống nói thì nó không có thì thông cảm mình. Tại vì mình hy vọng là mọi người khi mà tìm đến mình á, phải tìm hiểu kỹ mình muốn trồng cái giống gì, phải coi những cái clip của mình để biết mình trồng là trồng chính xác là trồng cái giống gì, chỉ để vài năm nữa thì trước sau gì các bạn đã trồng dừa thì vài năm nữa các bạn cũng biết là cái này cũng chỉ là xiêm đỏ thôi chứ cũng không có Mã Lai nào hết. Có khi lúc đó các bạn lại quay ra trách mình, cái này dừa tơ nên nó đổ trái nhiều mà. Vài năm nữa các bạn quay ra trách mình ha, nói là thằng này cũng ba xạo như mấy thằng kia thôi, dừa xiêm đỏ thôi mà cũng hùa nhau nói dừa Mã Lai ha. Rồi các bạn thông cảm, tới lúc đó thì mình không biết giải thích sao. Nên thôi đó giờ mình nói gì thì mình cứ giữ cái đó thôi, mình không có gì bán giống mà mình đổi tên cái cây dừa được. Nó này cây nữa tương đối nó chuẩn nè, nó cao một thước mấy bắt đầu nó tương đối nó chuẩn ha, nó hết có cái kiểu mà rụng trái non nùi nùi ha. Dừa vườn này thì cũng vẫn trồng khít khoảng 5 mét cây thôi, không có được 6 mét đâu, mà 6 mét là cỡ dày lỗ đầu lá nó cũng tàn nó cũng rã ra nhiệt lắm rồi. Trồng khít nhìn từ xa không thấy 5 mét thôi. Vườn này của ai không biết, mà gần vườn của chị mình nên mình đi vô đây thì mình thấy thì mình quay thôi. Mấy năm trước mình đi gan thì cái vườn này nó còn nhỏ lắm, nay nó mới lớn lên cho trái chuẩn vừa đẹp không bạn, đít nó như đít bầu luôn các bạn. Thực ra nó xiêm xiêm tỏi đít chu đó nè, nó thấy không, nên có nhiều bạn gọi mình nó là dừa đít chu với đít bầu, phân biệt bằng cái đít là không phải đâu nha. À, cùng một cây các bạn nhìn nè, một buồn luôn đó nè, trái này cái đít nè đó, như là đít bầu ha. Đó, rồi trái đây làm sao, cùng một buồn đó nè, nó nhìn nè. Cái giống á là phải nhìn cái cây, quan sát cái cây một thời gian dài thì mới biết cái giống, chứ còn nói nhìn cái trái khô hay là nhìn cái con mà biết cái giống gì thì thua các bạn, không có biết được đâu. Bạn coi nè, nó cái này như đít bầu nè, thấy không, cụm muộn nè, nó xuống dưới đây sao nhọn quắc ha. Đó, nhìn cái màu sắc nha các bạn, màu nó đỏ tươi nha,
Tới toàn quay toàn lẳng luôn nè, đó chấm nè, đó cùng một buồn nè, tới tông nè, đó chu nè, thấy không, đó không có biết được đâu. Giống tốt thì do người bán họ lựa cây có tâm, họ lựa cái cây tốt họ để giống họ bán bạn thôi, chứ các bạn đi lựa cái trái là thua, mình không biết đâu. Đây sai ghê không à, cây bên kia nè, vườn này thì cao tuổi, cây này chắc khoảng 8-5 tuổi rồi quá. Vườn bên đây cũng mới bơm cát luôn. Đây mấy chỗ nào đi qua vườn ta. Các bạn cũng 5 mét à, 5 mét rưỡi gì, không được 6 mét. Thì dừa năm nay á, giá nó không có lên đỉnh cao 120-130 như mấy năm rồi, lên 115 rồi hết cỡ nó xuống các bạn. Nhưng mà tới thời điểm này á, bên công ty Mekong vẫn mua giá là 55 nha các bạn, 55.000 một chục. Chưa có xuống đáy như là mỗi năm là xuống giá sàn do công ty hợp đồng, giá thấp nhất là giá 50 thì chưa có. Mình nói thật cái này, nếu mà người nào có đất rộng trồng dừa khoảng chừng 1 hecta thì giá 50 trồng bán cũng rất là ngon. Đó, cái dừa mà nếu mà trồng được đúng kích thước thì nó rã cái tàn vậy nha bạn. Cái buồng này chắc mới đốn rồi, nó trống chỗ nè, rã tàn vậy đó, nhìn cái dừa nó đẹp lắm. Dừa sim đỏ nha các bạn, dừa sim đỏ gặt của Bến Tre, nhưng mà nhiều nơi gọi là dừa Mã Lai. Cái trái trồng được trái to thì gọi là đít bầu, trồng được trái dài dài thì cái đít chu, gọi đít chu, gọi loạn hết à. Nhưng mà theo mình biết thì cái đít bầu ở Tiền Giang có một số vườn nó chuẩn trái màu lợt hơn á, gọi là đít bầu. Chứ không phải nhiều người đây, ở bây giờ ngay bên Bến Tre Châu Thành mình, cái nhiều người vườn được trồng trái lúc tháng bự cái cũng nói đít bầu luôn. Đây là bơm cát nè, trước có sen cam nè, bơm cát lên, dừa tốt. Bên kia dừa các bạn, cái dài bánh dừa. Em không? Tháng này thì theo mình thấy vườn nào cũng thưa trái hết. Cái cây này nó tốt nè, bơm cát tốt nên cái bè nó thưa các bạn. Chứ nó là đít chu đó, bè nó phải nhặt lắm ha. Bơm cát mà cái bè nó đang sung, bè nó vượt dài lên. Cây đây vừa lai các bạn đó. Vừa mà nhiều người mong muốn là vừa trái sai, trái to, hang nước ngọt ở đây. Ai đòi mấy trái vậy thì mình giới thiệu quán dừa lai thôi, chứ không có dừa gì. Dừa trái bự thì chỉ có dừa ta thôi, với dừa lai thôi, chứ còn đòi dừa sim mà trái bự là không có các bạn. Dừa sim thì đa số là dưới 2kg một trái, không có nào trên đâu. Dừa sim trái bự. Sai, nghe không? Đó, bạn mà trồng ra dừa vậy không, bán dừa giá khoảng chừng 50 thôi cũng ngon nữa. Buồng mười mấy, 20 không hả? Buồng này hơn 20 nữa nè. Hơn 20 các bạn. Bạn nhìn cái cây dừa mà nó sung á. Cái này sung mà tại nó rập quá mà, trồng bên đây bưởi à, sát với cây dừa bên đây luôn. Hai cây dừa cách nhau khoảng chừng 3 mét mấy à. Thì cái trái nó bạn nhìn nè, nó tròn quay luôn ha. Đó. Đít
chu đó, mà tại nó tốt thì nó tròn vậy á, chứ không phải dừa đít bầu đâu. Mình cũng có làm nhiều clip để phân biệt đít chu với đít bầu gặt rồi nha bạn. Các bạn xem, tre cũng có nhiều loại đít bầu gặt lắm. Bầu chứ không phải dừa lai nha bạn, dừa gặt luôn. Lai thì nó bầu là bình thường rồi. Hôm rày thì mình bận quá, không có thời gian đi quay clip mấy anh đi đốn dừa. Đây sẵn đây mình quay cái vườn này thì mình cập nhật giá cho các bạn luôn. Thì giá hôm nay nó không có thay đổi, nó nằm ở giá 55.000 chục dừa loại 1 à. 55.000 loại 2 30, dừa sổ thì 15. Năm lăm, ba mươi, mười lăm. Dừa tốt quá các bạn. Dừa vậy thôi chứ đồ gì nữa. Cỡ vậy là ngon quá rồi. Giờ ở nơi mình đây là hầu như người ta đốn dừa ta là người ta trồng dừa sim hết. Buồn mười mấy hai chục trái không rồi, chắc mình kết thúc ở đây đi. Giờ tới lộ đây, dừa hai bên lộ nè, đan mét dừa hai bên lộ, mình xin kết thúc nữa bạn. Dừa trồng vậy là chuẩn rồi ha. Vậy là ngon rồi, trồng ra được cây dừa vậy nè. Cái dừa mà dừa tốt là cái bẹ của nó nhặt, nhưng mà cái cuốn dừa nó dài cơ, như các bạn thì nó dài như vậy đó. Thì cái này thì nó hơi dài quá chứ, mà nó ngắn hơn chút xíu nữa cũng được, mà nếu nó rã được cái đầu thì nó vẫn nằm trên bẹ, nó không có gãy cổ nha bạn, chuẩn thì nó vậy đó. Trồng ra cái giống tốt thì nó phải vậy, chứ không phải cái loại dừa mà nằm nó khích gịch ở trong cái cụ hũ, nó chen chút con động rồi nó mớp méo rồi nó nứt, nó chặt quá nên số nó từ tơ nó nứt trái nha các bạn. Rồi xin phép bạn mình kết thúc ha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp.